Đây là video hướng dẫn đơn vị vận tải ủy quyền check-in online cho chủ hàng trên hệ thống kho hàng điện tử EWMS. Đầu tiên, để thực hiện ủy quyền check-in online, quý khách bấm vào icon hình người có ổ khóa bên phía tay phải trên cùng. Sau đó vào tiếp thông tin doanh nghiệp. Ở trang thông tin doanh nghiệp, quý khách kéo xuống dưới cùng để đến mục ủy quyền check-in online. Tại phần tìm chủ hàng hoặc đại lý ủy quyền, quý khách nhập thông tin mã số thuế công ty và chọn đúng mã số thuế và tên công ty hệ thống đề xuất đúng, thì hệ thống sẽ tự động hiển thị cập nhật thông tin mã số thuế và tên công ty đã chọn. Tiếp đến, quý khách chọn thông tin ngày bắt đầu ủy quyền check-in online. Chọn ngày kết thúc ủy quyền check-in online. Và lưu thông tin. Trong trường hợp, quý khách cần chỉnh sửa thông tin ngày bắt đầu hoặc kết thúc ủy quyền check-in online, quý khách bấm vào cây viết màu xanh lá ở ô thao tác. Và sau đó lưu lại thông tin khi đã sửa xong. Trong trường hợp muốn xóa thông tin ủy quyền, quý khách bấm vào thùng rác màu đỏ tại ô thao tác để xóa thông tin. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài Tân Cảng Sài Gòn 18001188, Zalo OA Sài Gòn Newport.